Bạn, hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh này nhé. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc màu đen cho cậu bé này. Còn bé gái mình sẽ tô tóc màu nâu. Váy mình sẽ tô màu cam. Cậu bé mình sẽ tô một tím để cùng với họa tiết ở trên váy của cô bé này. Bàn mình sẽ tô màu nâu. Bây giờ mình sẽ tô mấy cái sách này. Vì là đang ở thư viện nên là rất nhiều sách, mình sẽ tô nhiều màu.
Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.